Video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ôi, trời đất ơi, cuối cùng công sức gọi là 3-4 ngày mình đã làm mình đã mua được một ổ bánh mì rồi nè. Yes, wow, trời đất ơi, hạnh phúc quá. Thôi, bây giờ mình phải kiếm một chỗ đấy, ngồi ăn cái bánh mì này vừa ngắm cảnh bây giờ. La 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 la, trời ơi là vui quá. Khi em qua thung lùng. Trời ơi, mình đang định đi kiếm chỗ ngắm cảnh thôi à, không có gì chơi. Trời ơi, giờ nghe bộ đồ bà đặt đi ngắm cảnh đó, trời ơi. Bánh mì không chia sẻ cho bạn bè chút đi chứ hả? Bánh mì chia sẻ đi. À không, cái bánh mì này tôi là bánh mì này tôi không có ăn. Bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi, mình phải nhẹ nhàng, tụi mình cùng là con nít mà đúng không? Ủa, hình như mình thấy là bạn mua gì ta cũng được 2-3 ổ bánh mì đúng không? Cho tụi mình đi, tụi mình cũng ăn đói nè, đói quá trời luôn. Rồi, cùng là bạn bè nha, mà kéo vậy bạn, giờ chưa bánh mì không đưa không? Nhưng mà bánh mì này là của mình kiếm tiền mình mua mà. Chứ nếu mà mình cho mấy bạn sao mình ăn cái gì được? Ây ây, ui sao bạn đánh mình á? Tỉnh, trời đừng có đánh bạn ấy nữa, bạn xấu quá à, mình không phải là người xấu, hiểu không? Bây giờ mình phải xin nhẹ nhàng thôi. Bạn ơi, cho tụi mình xin ít bánh mì tụi mình ăn thôi, tụi mình đói lắm luôn á. Bà mà không đưa là tụi mình đứng đây từ tối đến sáng mai luôn là tụi mình không chè đâu. Đúng rồi, lấy mì ai? Nhưng mà đây bánh mì của mình mà mình không cho được. Không cho được. Ây da, tôi ta là bạn mà đúng không? Tôi không có cho mấy người đâu. Cứu tớ hả? Hả? À, cảm ơn cậu nha. Trời đất ơi. Hả? À, cúng ơi, cúng con. Ta đứng lại đi mà. Ủa, con đi đâu vậy? Cúng con ơi. Áo Tết sẵn sàng, rộn ràng đón xuân. Mua áo Tết ngay hôm nay, bạn sẽ nhận được chọn bộ 6 lì xì Herotin. Đặt hàng ngay thôi, số lượng có hạn. Truy cập ngay shophero.vn hoặc gọi hotline 0961 853 353 để biết thêm chi tiết. Bé cún ơi, đứng lại, cún con. Ủa, sao bé cún đấy lại trốn đi vậy? Ui, cho. Ui, nè, cô làm gì vậy? Tớ không có làm gì cậu đâu bé cún. Ồ, chắc cậu ấy đang sợ mình hay sao á. À, bé cún ơi, tớ có một bánh mì này cậu có muốn ăn không? Nè, cho cậu á. Ăn đi. Tớ đã bảo rồi, tớ không có làm hại cậu đâu. Wow, trời ơi, nhìn cậu lấm lem quá trời luôn nè. Cậu chưa ăn gì đúng không? Wow, trời đất ơi, đâu ra một bé cún nào dễ thương dữ vậy trời. Ủa, cậu không có nhà hả hay sao vậy? Không phải, chẳng lẽ cậu bị bỏ rơi sao? Hả? Trời đất ơi, không ngờ một bé cún dễ thương như là bị bỏ rơi như thế này được, tội nghiệp quá à. Trời đất ơi, thiệt tình á. À, bé cún, vậy thì cậu có muốn sống cùng với tớ không? Dù tớ biết là tớ cũng không có giàu như những bạn khác, tớ không có nhà to cửa rộng, nhưng mà nếu mà cậu với tớ sống cùng nhau thì hai tụi mình sẽ cùng nhau làm việc kiếm tiền, cậu nghĩ sao? Được không? Không được. Ủa, tại sao vậy? Nè, bé cún ơi, đừng có bỏ đi mà. Tại sao cậu không muốn vậy? Hay là cậu sợ tớ? Không phải. Chứ tại sao vậy? Hả? Hay là cậu sợ cậu bị bỏ rơi thêm một lần nữa? Thì ra là vậy. Hình như bé cún này là bị ám ảnh người chủ lần trước á. Nếu mà mình bỏ rơi cậu ấy thêm lần nữa, cậu ấy sẽ rất là tức giận cho coi. Tớ chắc lại sẽ không bỏ rơi cậu đâu, nên cậu yên tâm nha, tớ nói thật á. Đi mà. Bây giờ làm sao để cho cậu ấy tin mình ta? Để mình kiếm coi có gì đó phải đáng tin chứ. Giờ làm gì ta? Ôi, có một cục xương nè. Hay. Đây. Được rồi. Và đây chính là cục xương lời hứa giữa cậu và tớ. Tớ nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nha. Nè. Được không? Yes! Wow, trời ơi, bé cún quyết định sống chung mình rồi mọi người ơi. Wow, cậu dễ thương quá à. Chi 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 chi.
Rồi bây giờ tớ với cậu sẽ cùng về nhà với nhau nha. Ok, được không, được không? Ừ, ok. Úi, chết, trời mưa rồi nè. Thôi đi về đi, đi thôi cậu ơi, đi thôi. Qua trường ngoại lát nữa là bị cảm giờ, đi thôi, đi thôi. Wow, không ngờ mình lại có một người bạn dễ thương như vậy. Đi thôi bé cún con, let's go. Đi thôi, đi thôi. Wow, trời ơi, trời mưa mất tiêu rồi. Chạy, 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 chạy. Hơi, 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 ok, ok, ok. Vô, vô đây nắp lại bé cún ơi. Trời đất ơi, mưa to dễ sợ. Trời đất ơi, tự nhiên mình kiếm bé cún này xong trời đổ mưa luôn nè. Thích mưa lắm luôn hả? Wow. À, vậy thì, nè, bé cún, bé cún. Vậy thì tớ nghĩ tớ sẽ đặt cho cậu một cái tên nha. Bây giờ nếu cậu thích mưa thì vậy tớ cũng kiếm cậu vô tình vào lúc trời mưa nữa. Vậy thì tớ sẽ đặt cho cậu tên là bé mưa nha. Được không? Yeah. Trời đất ơi, cậu thích mưa quá trời luôn. Đây, tớ sẽ chơi cùng cậu nha. Trời đất ơi, không ngờ mình lại có một người bạn dễ thương như vậy chứ. Thôi thôi, đừng có chơi nhiều, lát nữa cậu bị cảm lạnh. Bây giờ đi vô đây nè, vô đây nè. Lát nữa đợi trời hết mưa, cậu với tớ sẽ cùng nhau đi kiếm việc làm nha, được không? Ngon lắm. Bây giờ mệt quá. Thôi, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một chút xíu đi, lát nữa chúng ta sẽ đi làm việc vậy. Không, chỗ này nguy hiểm lắm á. Cẩn thận, trời ơi. Trời đất ơi, bé mưa giỏi quá trời quá đất luôn. Còn chỗ được cả mình luôn mọi người. Nhìn bé mưa nhỏ vậy thôi chứ hơi mạnh lúa nha. Yeah. Tiến công bé mưa, let's go. Tiến lên, chạy thôi, chạy. Ui, mưa, chạy, trở lại. Chạy lại cho chị mưa. Chạy lại cái quán hồi nãy. Ui, trời bé mưa chạy lùi luôn nè. Đây, mưa. Mưa ơi, đây nè. Làm gì mà chạy lùi dữ vậy? Ồ, bé mưa nhìn kìa, biển rộng. Ồ, hình như là cái cửa hàng này đang tuyển nhân viên á. Cha cha, hay là bây giờ em với chị sẽ vào đây đi tuyển dụng, đi xin việc làm, sau đấy chị em mà sẽ kiếm tiền. Em nghĩ sao, được không? Hợp lý phết. Rồi cái đi vô nè. Đây, hoi, đi vô. Hoi. Ô, chú cha, đây là một cửa hàng nè mọi người. Xin chào cô bé. Dạ, con chào cô. Cô ơi, hồi nãy là con ra ngoài đứng trước cửa tiệm, con thấy cửa hàng bảo là có tuyển nhân viên á. Cô có thể nhận con vào làm việc được không ạ? Với bạn cũng con này nữa. Bạn ấy nhìn vậy thôi chứ bạn ấy cũng giỏi lắm á. Bạn ấy biết căn nhà này, bạn ấy còn biết chợ hàng nữa. Bạn ấy giỏi lắm luôn á cô. Tuyển nhân viên hả? Dạ. Hình như là shop, hình như là cái cửa hàng của cô cũng đang tuyển nhân viên. Nhưng mà hình như con hơi bé thì phải đúng không? Con còn nhỏ nè, tại sao đi gọi là đi làm thêm vậy? Nói chung là hiện tại là con đang muốn kiếm tiền để trang trải cuộc sống của con với bé cún này. Nên cô có thể nhận con làm việc được không cô? Để cô nghĩ coi nào. Đi vào cô. Như thế này cũng hơi khó. Đi vào cô. Ôi dễ thương kìa, nhìn cái trẻ tội nghiệp này. Trời ơi, không nhận cũng tiếp thôi. Được rồi, bây giờ nha cô. Hả? Gọi là chị đã cắn răng là cho con vô làm. Nhưng mà con chỉ được làm những việc nhẹ thôi nha. Tại vì chị tuổi đâu. Dạ vâng ạ. Bé ơi, tụi mình được nhận rồi. Yeah, mừng quá à. Rồi, bây giờ nha, bây giờ nhìn hai con hơi lấm lem, bé cuốn với là con đều lấm lem. Bây giờ phải tắm là sạch sẽ để chuẩn bị gọi là bưng đồ cho khách hàng nha. Dạ vâng ạ. Ồ, tính ra hai tôi với lại là bé mưa hơi bị bận á mọi người. Thôi không sao, bây giờ mình với bé mưa sẽ đi tắm để cho sạch sẽ cho mọi người. Đi thôi mưa, let's go, đi thôi. Dạ. A few moments later. Ok, và chuẩn bị. Nhảy xuống. Boom. Đó. Trời đất ơi, thích không nè. Trời, tính ra bé mưa thích nước quá trời có đất luôn mọi người. Bum. Trời đất ơi, chị bé mưa dễ thương quá à. Cẩn thận nha. Bum. Có lên mưa ơi. Hai đứa ơi, xong chưa hai đứa ơi? Dạ, tụi con sắp xong rồi. Thôi mưa ơi, tắm nhanh nha. Cô chừng gọi là ở gì ta, cô chủ chửi á. Wow, mà tính ra cô chủ tốt ghê á mọi người. Tính ra còn tặng cho mình một bộ đồ để phục vụ nữa. Trời ơi mưa ơi, đừng lên chị coi.
Trời ơi, sạch sẽ quá trời quá đất luôn nè. Wow. À, trời còn thơm tho nữa. Thôi bây giờ mình ra gặp bà chủ nha. Ok ok. Dạ cô ơi, tụi con xong rồi nè cô ơi. Cô thấy tụi con như thế nào? Dạ đây 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 đây. Ta 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 ta. Trời ơi, sạch đẹp, sạch sẽ, thơm tho quá trời luôn nè. Còn dễ thương nữa. Trời dạ. Ơi, nhiều quá trời luôn. Rồi. Rồi thôi, bây giờ tắm lại sạch sẽ rồi chúng ta cùng chuẩn bị làm việc thôi nào. Dạ. Vâng ạ, tụi con sẽ cố gắng hết sức mình. Đúng mấy mưa. Rồi, cố gắng hết sức mình nào, let's go. Trời ơi, tức quá, tức quá. Ông thấy không? Nó lên mặt mình kìa. Nó bày đặt nó làm đồ để nó có tiền. Trời ơi, trời, thấy ghê chưa? Xử nó ơi, xử nó. Đúng rồi, dám lên mặt tụi này là phải bị xử rồi. Xử nó. Trời đất ơi, cuối cùng của chị. Hello bạn, hello bạn, hello bạn. Cái này làm gì vậy? Hả? Cái gì đây? Ủa này, đeo tụi ta. Không có đất nhập, đi đi. Ủa cái gì vậy? Nè, bây giờ thả tôi ra coi. Đây. Tớ vô tình là để mấy quậy bắt nạt khỏi à. Thôi cảm ơn cậu nha Mưa. Vậy Mưa, tớ muốn hỏi cậu một câu nè. Cậu có muốn đi với tớ hết suốt cuộc đời này không? Mưa cục xương lời hứa nè. Cậu vẫn còn giữ nó hả? Còn tớ nhất định sẽ luôn luôn ở bên Mưa. Và mãi mãi ở bên Mưa, sẽ không bao giờ rời xa Mưa nữa. Cậu cũng vậy nha. Yeah. Chúng ta sẽ là những người bạn tốt mà. Yeah. La 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 la. Và câu chuyện kết thúc là như vậy đó. Và tới bây giờ em vẫn ở bên cạnh bé Mưa nè. Ta ta. Thấy không, thấy không? Đó. Trời đất ơi, cái chuyện gì mà cảm động vậy. Không ngờ bé Mưa bị nhận đâu. Đời chị ta bé Mưa là một cái chú chó bị bỏ rơi. Trời ơi, buồn quá. Ôi rồi, vỗ tay luôn rồi, trời chuyện cảm động vậy luôn à. Cảm động mà nhảy luôn à. Trời ơi, trời, không ngờ em là một người rất là tốt luôn em. Trời ơi, trời, bé Mưa thành may. Em là may mắn lắm mới gặp chị Sim nha. Trời ơi, một cô gái thì tương ngoan hiền luôn á. Bé Mưa nhất nè. À mà quên mất, không biết các bạn thấy gọi là quá trình mình với bé Mưa gặp nhau như thế nào. Các bạn cộng đồng comment ở phía dưới cho mình biết nha, nhớ nha. À và chúc các bạn một năm mới. Và chúc các bạn một năm mới thật vui vẻ, an khang thịnh vượng nhớ nha. Còn bây giờ bé Mưa ơi đi. Yeah. Yeah. Chúng ta cùng đi ăn Tết thôi sao mọi người. Let's go. Woo. Let's go.
trời đất ơi, cuối cùng ôi chết nhìn. Ông ơi, đánh ra văng một ít thì văng ra biên giới đâu. Mất cười quá à. Cứu tôi với. Sao không ra vậy? Chị ra nè. Bị lâu quá. Và hai là chị Việt sẽ... Cứu tôi với, mình cứu tôi với mấy lần mới ra mà. Nhưng mà hai lần đó chị. Cái cảnh nó dài rồi. Dài rồi, ok rồi. Chị có tin lần thứ ba anh con này bị đánh bầm dập không? Rồi con nó bầm dập luôn. Ok, chuẩn bị lại 3, 2 rồi, đánh tiếp, đánh tiếp luôn đi.